Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê toàn tỉnh hiện có gần 300 hồ đập chứa nước thủy lợi, trong đó trên 40 công trình hư hỏng xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. Điều này đang đặt ra cho ngành chức năng của tỉnh cũng như các địa phương cần có những giải pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn, nhất là vào thời điểm mùa mưa lũ hiện nay. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là cảnh tượng hàng ngày của người dân khi vận chuyển hàng hóa và đi lại qua hồ thủy lợi 3 tháng 2 tại thôn 3 xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Được xây dựng qua nhiều năm nhưng không có kinh phí đầu tư, không xây dựng cầu dân sinh, không được duy tu bảo dưỡng nên người dân phải qua lại như vậy. Điều này càng nguy hiểm hơn khi đang bước vào cao điểm của mùa mưa hiện nay. Hơn nữa, khu vực đập dân của hồ cũng không được xây dựng bờ kè, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Là năm 1990, ở 3 tháng 2 là xây dựng bây giờ mà không ai dòng ngó đấy, không có phương tiện ta phải chở bằng xe mà xuống thì lăn hết xuống hồ đó, thành ra bà con ta bức xúc lắm. Cũng như hồ thủy lợi 3 tháng 2 xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, hiện tượng sạt lở, rò rỉ nước, xuống cấp các hạng mục, đặc biệt là tình trạng phá hại hành lang bảo vệ an toàn của các công trình thủy lợi đang diễn ra hết sức nghiêm trọng ở một số địa phương trong tỉnh như huyện Lâm Hà, Đơn Dương và các huyện phía Nam. Với cái lượng mưa mà hàng năm á, nó nhiều á, nước đổ xuống từ cái thượng nguồn của từ thôn á, là nó làm cho cái mặt đập nó bị xói mòn đó. Là thì cũng là trong cái khoảng thời gian sử dụng cái đập á, nó cũng lâu, là cho nên là cái đường mương của hai bên đường á, nó không còn đảm bảo như cái bước đầu nữa, nên dần dần là nó bị hư, xong là mặt nước nó thì chảy, nó xói hết cái mặt đập ra, nên là cái thực trạng là hiện tại bây giờ á, là cái mặt đập nó không còn cái gọi là an toàn như cái bước đầu nữa. Có cái hệ thống nước chảy vào mùa mưa thì xói mòn ở trên đường cũng như là cái hệ thống mương máng. Còn cái hệ thống của đường này, cái cầu lan can này thì do là một số bộ phận người dân người ta còn thiếu ý thức, người ta đã cắt những dầm sắt mà để mà bảo vệ an toàn này, người ta đem đi bán phế liệu. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 300 hồ đập chứa nước thủy lợi với dung tích 300 triệu mét khối, phục vụ tưới tiêu cho khoảng gần 29.000 hecta cây trồng các loại. Trong số các công trình nêu trên, hiện có 43 công trình hư hỏng, xuống cấp. Bên cạnh đó, việc duy tu bảo dưỡng cũng không được quan tâm đầu tư đúng mức nên nguy cơ mất an toàn cao. Thì trong thời gian qua, với cái nguồn vốn địa phương có hạn, rất hạn chế, nhưng chúng tôi đã đề nghị Trung ương hỗ trợ để mà sửa chữa nâng cấp. Thứ nhất mà nói là thì có hai cái hồ của Đông và Tây Di Linh, của Di Linh này thì đã được dự án của phát triển cơ sở hạ tầng của vụ sản xuất của Tây Nguyên, tức là sửa chữa nâng cấp. Hiện nay là do cái ban quản lý phát triển cơ sở hạ tầng của Sở Nông nghiệp Phát triển làm chủ tư, hiện nay đang trong đoạn phê duyệt dự án, lập và phê duyệt dự án. Ngoài ra còn 30 công trình mà nằm rải rác ở trên các huyện có tính chất là hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn cao, đồng thời là giảm cái công năng của công trình, thì chúng tôi đã lập danh sách và đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển thôn đưa vào đầu tư bằng cái dự án W18 của cái dự án thủy lợi. Việc sớm triển khai sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là nhu cầu cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang có xu hướng diễn biến phức tạp, thường xuyên xuất hiện những đợt mưa lũ bất thường, nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân là rất lớn. Cùng với sự quan tâm đầu tư, thì để đảm bảo an toàn của các công trình hồ đập thủy lợi về lâu về dài, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp phá hại, lấn chiếm hành lang an toàn của các công trình cần được ngành chức năng của các địa phương quan tâm thực hiện. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội đưa ra chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân. Trước đó, đề xuất cấm xe ngày chẵn, ngày lẻ, xén vỉa hè, đổi giờ học, giờ làm cũng đã được đưa ra.